các con à, khi ba mẹ còn trên cuộc đời thì các con không trân quý. Đến khi cha mẹ mất rồi thì mới cảm thấy tiếc nuối. Trong khóa tu mùa hè tại chùa Kim Linh, các bạn đã có những bức thư gửi cho Phật, nói lên cái sự đau thương mất mát của chính mình. Bạn Quỳnh Như đã có lời tâm sự như thế này các bạn à. Ba ơi, con nhớ ba lắm ba. Ba ở trên trời, ba có thấy con không? Chị hai và mẹ của con, ba có thấy không? Từ ngày ba đi, không ai chở con đi học nữa. Trên đường thấy người ta có ba chở đi học, con thèm lắm ba. Con muốn trở về từ khi cấp 1, để được ngày nào ba mẹ cũng đưa đến trường. Con thèm lắm những câu chuyện ba kể. Con thèm lắm những lần con ngồi trên lưng ba, ba cõng đi rồi hát bài nhông nhông con ngựa. Ba ơi, ba mất rồi, mẹ phải đi làm, đâu có ai dẫn con đi học đâu ba. Ba có nhớ gia đình mình không ba? Chứ mẹ, chị hai và con nhớ ba nhiều lắm ba. Ba biết không, đêm nào con cũng quỳ dưới chân Đức Phật. Con hỏi Phật, Phật có thương con không? Con xin với Phật, cho ba con về với con được không? Đức Phật không trả lời. Con nghĩ rằng chắc ba con không bao giờ trở về với con được nữa. Ba biết không, nhờ những ngày tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Kim Linh này, con mới biết được rằng ba đã cực khổ lắm lo cho mấy mẹ con. Bây giờ ba mất rồi, con xin ba hãy yên tâm, con sẽ cố gắng nghe lời quý thầy, sẽ học tốt hơn. Và khi con lớn lên, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Con nhớ mãi những hình ảnh mà ba đã làm cho con. Nào là tập cho con đi xe đạp, nào là dạy cho con làm bài toán, nào là dạy cho con những trò chơi. Bây giờ mỗi lần con lên trên bàn ngồi học, cầm cây viết trên tay, không có người nắm tay con để dạy con tập viết, không có người dạy cho con làm bài toán, con buồn lắm ba ơi. Con ước được một lần nhìn thấy ba. Tại sao ba không xuất hiện ra để cho con được nhìn thấy? Con nhớ có những lần con hờn dỗi, con không nghe lời ba, con dậm chân, con cãi vã, con làm khó, con nũng nịu với ba. Bây giờ ba đâu còn để mà lai rầy con nữa. Con mong được một lần nghe tiếng ba nói. Con muốn một lần được ba rầy, nhưng cũng không được ba à. Mẹ ơi, con biết mẹ là người rất đảm đang, cứng rắn. Mẹ không bao giờ khóc trước mặt con, nhưng mà chắc chắn một điều, mẹ cũng như con cũng sẽ rất đau lòng khi ba không còn nữa, phải không mẹ? Nhưng mà mẹ à, con chẳng những không nghe lời ba
đôi lúc con không nghe lời mẹ. Thôi mẹ hãy thương con, mẹ bỏ qua tất cả. Kể từ khi ba mất đi rồi, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời con chỉ còn có mẹ mà thôi. Mẹ hãy thương tụi con, thương hai chị em con, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Các con xin lỗi mẹ, từ những việc nhỏ cho đến như việc lớn, con hứa sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Con hứa sẽ ngoan hơn, sẽ ăn hết những thức ăn mà mẹ nấu, sẽ mặc chiếc áo mà mẹ mua, không bắt mẹ phải mua áo khác. Con biết mẹ cực khổ lắm rồi. Lúc ba còn sống, mẹ làm ít. Bây giờ ba mất rồi, mẹ cực hơn lúc trước nhiều. Có lẽ mẹ cực khổ lắm phải không? Tiếc là con còn nhỏ, con không giúp được cho mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa. Con và chị hai sẽ bên mẹ, sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời mẹ nhiều hơn, cố gắng học để sau này con lo cho mẹ. Mẹ hãy yên tâm, hãy nhìn vào mặt con nở nụ cười đi mẹ, để thấy rằng mẹ còn thương chị em chúng con. Mẹ đừng như ba con, đừng bỏ chúng con. Mẹ mà bỏ chúng con chắc chúng con khổ lắm. Thôi ba không thương ba bỏ con rồi, thì mẹ đừng giống ba mà bỏ con nữa nha. Con yêu mẹ lắm, con muốn mẹ phải luôn khỏe để lo cho con mỗi ngày. Con muốn sáng thức dậy thấy mẹ lo cho con bữa ăn sáng, muốn mỗi khi đi học về mẹ ra cửa đón con. Thôi con muốn tâm sự với ba, nhưng ba không còn nữa mẹ à. Mẹ hãy cho con được tâm sự nhiều với mẹ, và cho con được xin lỗi mẹ nếu như con đã có điều gì sai quấy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Ba ơi, ba phải làm gì đi chứ? Ba đã không thương con, ba bỏ con rồi, ba làm cho mẹ buồn nữa. Thôi ba ơi, đừng để mẹ buồn nữa ba nha. Con thương ba mẹ nhiều, nhưng chỉ biết nói, chứ con chưa làm được điều gì cả. Xin mẹ hãy yên tâm, lớn lên con sẽ làm để lo cho mẹ. Con yêu mẹ. Một bức thư thứ hai của bạn Nguyễn Hoàng Diệp Thúy. Cha mẹ ơi, hôm nay con được nghe thầy giảng về ân cha mẹ. Hôm nay con muốn nói thương cha mẹ nhiều lắm. Hằng ngày con ở nhà hay cãi lời, hỗn hào với ba mẹ. Con nhớ má hay nói với con rằng má thương con, má mới dạy con, má mới đánh con. Nhưng tại sao mỗi lần má đánh con thấy đau và con hờn dỗi má nhiều lắm. Nhiều lần con trốn đi chơi game, có khi đi về trễ, con tưởng ba mẹ ngủ rồi, con rón rén đi vào nhà, nhưng mẹ vẫn ngồi đó để chờ con. Con nhiều lần hờn dỗi khi xin tiền ba mẹ không cho. Con bỏ học, con ham chơi, con cãi vã, con chỉ biết đi chơi với chúng bạn mà thôi. Nhưng bây giờ con sợ lắm mẹ à. Con nghe quý thầy giảng, sợ rằng nếu như con không nghe lời ba mẹ, lỡ một ngày kia ba mẹ mất đi, ai sẽ rầy dạy con. Con xin ba mẹ hãy thứ tha cho con, đừng bao giờ xa rời chúng con. Bởi vì con còn trẻ thơ, con chưa biết phải làm gì.
Con nhớ có những lần con đòi mua một chiếc điện thoại, mẹ không có tiền. Con buồn, con giận, con không nói chuyện với mẹ đến những 3 ngày. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ tặng cho con một chiếc điện thoại. Con vui vẻ nhắn tin, gọi điện, chụp hình. Rồi một ngày đó con đọc được một tin nhắn. Có một tin nhắn từ một số điện thoại lạ: ngày mai bà không có tiền trả tôi gạch mặt bà. Ngày mai bà không có tiền trả cho tôi qua bên nhà bà có cái gì tôi lấy hết. Trời ơi, như vậy là chiếc điện thoại mà mẹ sắm cho con là mẹ đi mượn tiền của người ta hả mẹ? Sao mẹ không nói với con để con biết? Nhưng lúc đó mẹ có nói con cũng đâu có nghe. Bây giờ khi quý thầy giảng, con mới thấy được rằng con đòi hỏi như vậy là không đúng. Khi quý thầy giảng, con nghe, con hiểu. Bây giờ con muốn nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con vô tình vụng dại, con đã làm cho mẹ buồn. Mẹ đừng có buồn con nữa nha. Con sẽ cố gắng ngoan hơn. Con sẽ đi chùa lễ Phật hàng đêm để cầu nguyện cho cha mẹ được khỏe và sống với con. Bởi vì quý thầy đã từng dạy, cha mẹ là tất cả của cuộc đời con. Con yêu cha mẹ nhiều. Các con à, để đến khi mà các con viết được những dòng thơ gửi cho cha mẹ, thì có những cha mẹ đã không còn nữa để lắng nghe các con nói đâu. Các con biết không, ai trong cuộc đời này cũng có một lần lầm lỗi, ai trong cuộc đời này cũng có nhiều cái sai trái. Bởi vì các con còn nhỏ, cha mẹ không hờn trách các con. Nhưng nếu như các con nhìn lại, xét thấy rằng mình đã làm ba mẹ buồn nhiều lắm rồi, thì kể từ hôm nay, khi các con tham dự khóa tu này xong, trở về, các con đừng bao giờ làm cho ba mẹ buồn nữa. Các con đừng bao giờ hờn dỗi ba mẹ. Bởi vì ba mẹ thương các con nên mới rầy la. Có những lúc ba mẹ phải đánh một roi để răn đe chỉ dạy. Nhưng các con đâu biết rằng ngọt vết roi in trên mông các con đâu có một. Nhưng mà cha mẹ đã gấp ngàn lần các con. Từ xưa đến giờ các con rất ngoan. Các con ra đường các nước, người ta cho ly nước, các con cảm ơn. Các con đói bụng, ai cho một ổ bánh mì, các con cảm ơn. Nhưng ba mẹ đã cho các con từ nhỏ tới giờ, nào là xác thân này, nào là cơm ăn áo mặc, nào là cặp vợ đến trường, nào là tất cả những thứ các con có bây giờ là của cha mẹ cho cả. Có bao giờ các con nói lời cảm ơn ba mẹ đâu? Ở đây quý thầy không bắt các con phải làm điều gì lớn lao cả. Chỉ mong một điều, chốc lát nữa đây, khi các con trở về, niềm hạnh phúc nhất là các con vẫn có ba mẹ đang ở chùa Kim Linh này để chuẩn bị đón những đứa con thân yêu của mình trở về nhà sau 5 ngày xa cách. Các con về ôm chầm lấy mẹ của mình, nắm lấy bàn tay cằn cỗi của mẹ, nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Bây giờ là giờ phút mà thầy trò chúng ta không còn cơ hội ở bên nhau trong năm nay nữa. Bởi vì khóa tu 5 ngày đến đây đã hoàn mãn rồi. Các con sẽ được trở về với mái ấm gia đình, với vòng tay yêu thương của ba mẹ.
chắc quý thầy cũng sẽ buồn lắm. Bởi vì trong 5 ngày qua, các con là những đứa con rất ngoan của quý thầy. Các con là những đứa em rất dễ thương của các anh chị tình nguyện viên. Giờ chia tay đã đến, thầy trò chúng ta rồi cũng sẽ chia tay nhau. Chắc những cảm xúc ấy, những tình cảm ấy sẽ mãi đong đầy trong lòng mỗi người của chúng ta. Mong các con trở về, hãy yêu thương ba mẹ nhiều hơn, hãy quý kính trân trọng ba mẹ nhiều hơn. Nếu như ai hạnh phúc còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không? Nếu như các con ở gần chùa, hàng đêm hãy về chùa tụng kinh cầu nguyện, rồi mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thôi các bạn hãy nắm tay người bạn kế bên của mình đi, các bạn hãy nắm tay người bạn của mình đi, để nói rằng mình là những người bạn của nhau. Trong những ngày qua mình đã sống chung ở một mái nhà, mình đã cùng ăn chung, cùng ngủ chung, cùng được quý thầy thương yêu, được các anh chị thương yêu chia sẻ. Mà mình chưa sống trọn vẹn tình cảm, thì giờ đây, giờ phút cuối cùng, xin hãy nắm chặt tay nhau để trao gửi yêu thương, để mong rằng những kỷ niệm đẹp ấy mãi mãi trong chúng ta. Rồi hứa hẹn một ngày mai sáng tươi, khi các con là những đứa con ngoan, học giỏi, thì ba mẹ sẽ cho các con được cơ hội đi chùa, và thầy trụ trì cũng như quý thầy sẽ mở thêm nhiều nữa những khóa tu để cho các con tu học. Thôi hãy gạt lệ và cùng nhìn nhau một lần nữa đi các con. Những gương mặt khả ái của quý thầy, những gương mặt thân thương của các anh chị tình nguyện viên, để rồi chúng ta chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã. Ôi tình cảm này xin đông lại nơi đây. Chúc cho các bạn bắt đầu từ giờ phút này sẽ trở thành những con người mới, những đứa con ngoan của ba mẹ, những người học trò giỏi của thầy cô giáo, những người Phật tử thân thương của quý thầy, quý cô, để mai này còn giúp ích cho ba mẹ, giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh. Xin được cảm ơn tình cảm mà quý Tôn Đức đã dành cho các con. Cảm ơn tình cảm mà các anh chị đã dành cho các con trong những ngày qua. Xin thầy trụ trì có một lời nữa nhắn nhủ với các em và hứa hẹn cho các em một năm mới. Năm sau sẽ có một cái khóa tu nữa để cho các em về tu học. Kính thỉnh thầy. Các con à, chỉ còn ít phút nữa thôi là thầy trò, bạn bè chúng ta phải chia tay nhau rồi. Trong khóa tu lần này, có những lần thầy phải suy tư và rơm rớm nước mắt vì rất cảm thương. Có những bạn khi đến đây rồi nửa đêm lại khóc đòi mẹ, các thầy không biết phải làm sao cả, các anh chị cũng không biết phải làm sao cả. Nhưng mà bảo rằng con cho số điện thoại của mẹ đi, rồi sư phụ sẽ gọi điện cho mẹ đến đón con về, thì lại khóc nhiều hơn nữa. Hỏi lý do tại sao thì trả lời rằng mẹ con đã chết rồi, con muốn ngủ với anh hai. Thầy nghe thầy nhói lòng lắm các con ạ. Chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có niềm vui hơn rất nhiều những bạn khác. Mỗi ngày các con thấy vào trong khóa tu
mẹ mình ở nhà, cha mình ở nhà rất là vất vả, đi làm cả ngày, mà chiều phải mang đồ, mang quần áo đến đây cho các con. Các con có phải chăng đã nợ cha mẹ mình một lời xin lỗi? Đôi khi có những phụ huynh đến đây gặp thầy, thầy cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cha mẹ của các con cũng chấp nhận cái sự khó chịu đó, vì ai? Cũng vì các con. Thầy muốn cho các con tham dự khóa tu là phải được trải nghiệm bản thân mình, được biết tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà các con đã có tự lo cho mình chưa? Không những quý thầy đâu các con ạ, các cô, các anh, tình nguyện viên cũng thức đêm thức hôm để lo cho các con, từ miếng ăn giấc ngủ. Mong mỏi của người lớn là gì? Là muốn cho các con có được một cuộc sống tốt, có được một khóa tu tốt, khi trở về nhà để trở thành một đứa con thật tốt. Cho nên thầy hy vọng rằng khi các con đã tham dự khóa tu mùa hè xong rồi, về lại nhà mình, thì các con hãy phát huy hết những cái gì mình đã học được. Mỗi ngày các con gặp các thầy, chào các thầy rất nhiều lần. Hy vọng rằng các con khi trở về với gia đình, mình cũng đối xử với cha và mẹ mình cũng giống như thế. Giờ đây các con đã chuẩn bị chia tay với mọi người, chia tay với quý thầy, quý cô và với các anh chị tình nguyện viên. Có thể nói là nỗi niềm cảm xúc thì không có thể ngăn được ở trong trái tim của mỗi người. Nhưng mà mong rằng các con khi trở về nhà sẽ ghi nhớ những gì mà quý thầy, quý sư cô và mọi người đã chỉ dạy cho các con, để xứng đáng là một người con ngoan, trò giỏi của gia đình, của cha mẹ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.